Xin chào các bạn, hôm nay Sống Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho người vợ đây. Đây là một cái trường hợp, một cái vị khách hàng rất là đặc biệt cần tư vấn gấp trong một tiếng đồng hồ vì những cái vấn đề mà cô đã gặp. Người phụ nữ này là khách hàng lần thứ hai tư vấn tôi rồi các bạn. Lần trước thì mọi việc rất là ổn, nhưng mà lần này cô quyết định một cái sự việc mà cô không có đi tư vấn, nên là khi mà cô liên hệ với tôi thì sự việc nó đã diễn ra rồi. Tức là cô đã dọn đồ đi ra khỏi nhà được 2-3 bữa rồi. Thì cô cũng nói thật với tôi là cô cũng đã đi tư vấn người khác, và người ta cũng khuyên cô là cô nên dọn ra khỏi nhà trong cái tình huống khi mà cô cảm thấy không thoải mái. Thì tôi không có phê phán hay là chỉ trích một số các nhà tư vấn khác. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là mỗi người đều có cái góc nhìn khác nhau. Mặc dù cái nền tảng kiến thức á, học ở trường thì nó đều giống nhau, giống như là cơn mưa vậy đó. Nó rải xuống thế gian này, mỗi loại cây nó đều có cái khả năng hấp thụ và hút nước một cách khác biệt. Riêng về phía tôi á, tôi chia sẻ với chị và các bạn xem video của tôi như sau. Cái hành động người phụ nữ nóng giận mà xách đồ, dọn đồ ra khỏi nhà, gần như một trạng thái mình muốn bỏ chồng, tôi không tán đồng cái vấn đề này. Và đây là một cái điều các bạn không nên làm. Vì khi mà các bạn đã muốn gọi là bỏ nhau, gọi là muốn đâu đó rõ ràng, thì các bạn nên chuẩn bị và nên có một cái khoảng thời gian để mà làm điều đó một cách chuẩn mực nhất và hành xử một cách văn minh, để tránh cái tình trạng mình tức giận, mình hồ đồ, mình làm những cái điều gọi là không có, gọi là bình tĩnh và không sáng suốt trong cái thời điểm như vậy. Cái việc mà vợ chồng giận nhau á, hoặc là vợ chồng thậm chí đánh nhau, chửi nhau, mạt sát nhau, thậm chí là có thể là gây rất là nhiều sự tổn thương cho nhau. Nhưng mà khi mà đã dọn ra khỏi nhà thì nó lại là một cái vấn đề khác. Bây giờ tôi chia sẻ thực tế vào trong câu chuyện của chị như sau. Việc mà chị tức giận khi mà chồng đã nhiều lần ngoại tình như vậy thì tôi thấy là chị không thấu suốt. Vì sao? Thứ nhất, chị không còn trẻ. Nói rõ hơn là chị đã gần đến 60 tuổi đầu rồi. Và đây không phải là lần đầu tiên chồng của chị ngoại tình. Thì chị không nên đưa mình vào trong cái tình trạng mình là người phụ nữ 18 tuổi lần đầu thất tình, hoặc là bị chồng ngoại tình mà mình hành xử như vậy là không có cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Chồng của chị á, mục đích chính là đi tìm tình dục, và thứ mà ở nơi con người chị không có cho chồng của chị được. Thế nên là anh ta bỏ tiền ra để mua, để mà thỏa mãn cái nhu cầu của anh ta. Việc mà chị ghen bỏ nhà ra đi, xách đồ cùng với con của mình ra khỏi ngôi nhà của mình là bất lợi cho phía chị. Đó. Chị sẽ làm cho con của chị tổn thương. Vì chị phải hiểu một điều nhất này nè. Chồng của chị đã thú nhận với chị rằng anh ta không có cảm xúc với chị nữa. Nhưng mà anh ta không có nói đến cái vấn đề là anh ta sẽ bỏ chị. Và anh ta là cái người rất là tốt. Lần trước chị đã đi tư vấn tôi rồi, thì tôi nói là chồng chị là cái người không đáng bỏ. Anh ta là cái người đang có một cái vấn đề là anh ta cạn cảm xúc với chị. Anh ta không có thích quan hệ tình dục với chị. Tuy nhiên anh ta vẫn có tình cảm với chị. Và anh ta vẫn là cái người đàn ông rất là có trách nhiệm và đàng hoàng tử tế với chị. Anh ta không có phải là người đàn ông keo kiệt, không phải là một người đàn ông mà gọi là đánh vợ, chửi con. Đấy là một người đàn ông rất tốt. Nhưng mà nói về vấn đề quan hệ tình dục thì anh ta không thể quan hệ tình dục với chị được nữa. Và anh ta nói rằng anh ta không có cảm xúc với chị. Thì bây giờ em cũng chia sẻ với chị một điều như sau. Chị cũng không thể nào quan hệ và không thể nào gần gũi được với một người lạ. Cho dù người đó rất là tốt với chị, nhưng mà chị không yêu họ, chị không có cảm xúc với họ, thì chị không muốn gần gũi họ. Thậm chí chị sẽ có cảm giác sợ họ. Chị rất sợ họ. Đó chính là những cái vấn đề mà chồng chị cũng đang ở trong cái trạng thái như vậy. Và anh đã thực sự là cái người thú nhận với chị. Và anh còn mở đường cho chị luôn là nếu mà anh không đáp ứng được nhu cầu tình dục cho chị á, thì chị có thể tìm một người khác. Cái cách nói của anh như vậy khiến cho chị cảm thấy tổn thương. Những người vợ mà chung thủy sẽ cảm thấy mình bị xúc phạm. Tuy nhiên là anh không biết diễn đạt vấn đề ra làm sao, nói như thế nào để chị hiểu được những cái vấn đề của anh ta gặp trong cái tình huống khi mà anh ta nói với chị những cái câu như thế. Thì cái việc mà chị làm cho con chị á, nó nhìn thấy chị xách đồ ra khỏi nhà khi giận ba nó là làm cho nó có thể bắt chước chị. Sau này nó cũng sẽ lập gia đình.
Con gái của chị nhìn thấy cái hình ảnh như vậy thì con gái của chị sau này cứ mà giận chồng là sẽ xách đồ ra khỏi nhà. Mà một cái điều mà chị nên ghi nhận và nên lắng nghe đó chính là anh ta đã thành thật thú nhận không còn cảm xúc với chị nữa, anh ta không thể quan hệ tình dục với chị nữa chỉ vì cái điều như thế này mà chị bỏ nhà ra đi. Và chị phải hiểu một cái vấn đề như thế này nữa, cái cảm xúc muốn quan hệ tình dục đó, nó không thể ép, không thể miễn cưỡng và không thể rèn luyện mà có được, nó xuất phát từ sự tự nhiên. Nếu mà chỉ vì vấn đề chồng ngoại tình mà mình chọn cái cách hành xử như vậy thì thực sự ra mình vẫn chưa giải quyết được cái điểm trọng tâm nhất của cái vấn đề mà chị đang vướng. Chị vẫn cho rằng mình sống vì con nhưng mà lại làm việc một cách không thấu đáo. Đấy là chính bản thân chị nhìn nhận về chị khi mà chị đã hành xử như vậy. Chị cần phải hiểu một điều như thế này chị này. Khi mà chị đã chấp nhận một cuộc sống an yên về già, tức là bản thân chị cũng không có quá nhiều nhu cầu về tình dục, thì chị phải hiểu là không có cái gì gọi là mãi mãi. Và chị đã xác định sống cho con thì chị đừng có nghĩ cho mình. Cái chuyện mà chị ghen vì chồng chị ngoại tình á, nó không hề hợp lý, bởi vì chồng chị là cái dạng ngoại tình mãn tính, bỏ nhà ra đi trong khi mà mình có nhà, thì có làm cho chồng chị yêu thương chị hơn không? Chồng chị có nhìn vào cái hành động đó mà yêu thương chị hơn không? Chị làm như vậy là rất là sốc nổi. Vì thực tế là mà nói á, chị cần phải cố gắng vì con và vì tiền nữa, đúng không nào? Chị sống với người đàn ông đó như bà. Chị đừng có dùng cái từ cố gắng. Chị sẽ cố gắng vì con và vì tiền nữa. Đó, chị truyền đạt với tôi những cái ý như vậy. Nhưng mà tôi nói với chị vậy nè. Chị đừng có dùng cái từ chị phải cố gắng. Chị không cần thiết phải cố gắng mà là bình thản sống như một người bà trong giai đoạn chị đã về già. Chị không cần phải cố, bởi vì khi mà chị cố nén, cố chịu đựng, cố gắng thì đến một giai đoạn nào đó chị sẽ không cố nổi nữa đâu. Tức là chị đang ở trong cái trạng thái là dồn ép, chị ép chị phải làm cái điều đó. Chị hãy chọn cái cách làm đó như một cái lối sống mà chị chọn để mà sống. Tức là chị tự nguyện chọn nó và chị hài lòng với cái sự lựa chọn của mình. Và chị hãy nhìn vào cuộc sống của hôn nhân của chị ấy, đây là một cái giai đoạn lá vàng. Chị muốn nó xanh nó cũng không xanh được nữa, bởi vì đó là quy luật của sự sống. Khi mà cái trạng thái mà người ta không thể yêu mình được nữa, tức là người ta đấy ở bên cạnh mình yêu mình ba mươi mấy năm trời hoặc là 30 năm trời, thì một giai đoạn rất là dài. Họ không phải là một người đàn ông tệ, họ tự tin là họ là người tốt, nhưng mà riêng về cái vấn đề quan hệ tình dục thì họ không thể đến với chị nữa, họ không thể quan hệ tình dục với chị nữa. Thì trong cái giai đoạn mà cuộc sống và cuộc hôn nhân, con người của chúng ta cũng đang lão hóa, thì bây giờ chúng ta cũng đang già, chị cũng đang già và bệnh và rồi chấm 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 đến một cái thế hệ tái sinh, đúng không? Thì vợ chồng mối quan hệ cũng vậy, mình lo sống để thở cho mình trước cái đã đi chị. Tình yêu nó là cái điều mà không có thật, nó chỉ là cảm xúc nhất thời chứ nó không hề duy trì hoang ngay. Nó thay đổi trạng thái thông qua cái vấn đề là sống trách nhiệm với nhau nè, sống bên cạnh nhau nè. Nên rất là nhiều người cứ lấy lý do là mình không có tình yêu để mà đi tìm tình yêu. Có đi tìm hoài nó cũng không bao giờ thấy. Cái người mà có tình yêu thì người ta chỉ cần một duy nhất là đủ. Có hay là không có, đạt được hay không được, thì họ cũng xem đó là một phần ký ức trong hành trình sống của mình. Chứ không phải là cả đời họ không có được tình yêu, họ đi tìm tình yêu. Tìm bao giờ cho thấy. Trẻ mà đã không có sống trong cái thực lực, thực tế, thực cảm xúc của mình thì già thì làm sao mà còn có cảm xúc đâu để mà đi tìm. Đấy, chẳng qua là tìm ham muốn về tình dục, ham muốn về cái mới mà thôi. Bây giờ chị như thế này nè, mình á hiểu biết thì sẽ sống an vui mà sống, thanh bình mà sống, không có lụy tình để mà khỏi khổ vào mình. Mà chính bản thân chị á là không có ham muốn về tình dục nhiều, nhưng mà chị lại bị lụy, chị bị ghen, ghen mới trở thành mệt, ghen cũng làm cho người ta không yêu mình. Chị ghen lên thì chồng chị cũng đâu yêu chị hơn đâu. Thế nên là chị phải hiểu một vấn đề như sau. Chị sống có lợi ích cho chị nha, không lệ thuộc vào đàn ông này, không làm cho mình mệt này. Vậy nó sẽ không phải là một cái trạng thái sống buồn và khổ. Đó. Thế bây giờ em nói với chị vậy ha, khi mà con chị nó nhìn thấy chị bỏ nhà nó đi á, thì em thấy cái hành động này là một cái hành động không đúng. Bây giờ mình lỡ làm rồi, giờ chị đi tư vấn em, thì em nói với chị như sau: ngay tại ngày hôm nay, sau khi mà chị tư vấn em á, chị nên về nhà, chị nên về nhà liền.
chị thì đang ở trong cái trạng thái là xấu hổ mắc cỡ, thì chồng chị là cái người đàn ông không có cản chị về nhà, chị cũng có chìa khóa để về nhà. Bây giờ chị dọn hết đồ từ phòng trọ về nhà đi, thì chị cũng ngại ngùng, chị phân bua với tôi là làm như vậy kỳ lắm, mình nói không có gì kỳ hết á. Vợ chồng giận nhau, bây giờ hết giận thì quay về vậy thôi, và từ nay trở đi mình quay về mình sẽ chọn một cái cách sống nó hợp lý hơn. Và tôi muốn nhấn mạnh với chị những cái vấn đề trọng tâm như sau này chị này. Chị nhớ lời em nói nhé. Thứ nhất, chồng chị mà đã ngoại tình mãn tính rồi á thì không có một ai giúp cho chị chỉnh sửa được người đàn ông đó hết. Đừng có mà nói những cái lời không thật. Nếu mà chồng chị lần đầu tiên ngoại tình mà anh ta chấm dứt có sự hợp tác của người đàn ông thì những nhà tư vấn như chúng tôi sẽ thành công khá là cao trong việc chỉnh sửa hôn nhân. Còn chồng của chị là một cái người đàn ông ngoại tình mãn tính, lần này là lần thứ 5, thứ 6 trong cuộc đời anh ta rồi, thì chị hãy chấp nhận một người đàn ông như thế làm chồng. Giống như chị mang trong người một cái khối u, mà cái khối u đó nó luôn là khối u gọi là khối u lành, nó đi cùng với chị, song hành cùng với cuộc đời của chị. Khi nào chị muốn cắt thì chị đi cắt, còn nếu mà chị mà ăn uống mà vô độ thì nó cũng có thể trở thành một khối u ác tính được nữa. Nên á là chị phải suy nghĩ một cách thấu suốt nhé. Cái vấn đề thứ nhất là chồng chị không thể thay đổi được. Cái vấn đề thứ hai là chồng chị đã ngoại tình rất nhiều lần, không nên nóng giận, mà chị phải là cái người quen với cái điều đó. Chị muốn thay đổi thì phải thay đổi khi mà anh ta có khả năng thay đổi. Còn người đàn ông như chồng của chị là cái người đàn ông mà đã mãn tính luôn luôn như thế rồi, thì chị đừng có hy vọng đến cái chuyện là mướn ai, tìm ai, gặp ai để mà thay đổi cái hoàn cảnh đó. Chị chỉ cần thay đổi chị thôi. Thứ nhất là chị đã sống bên cạnh anh ta một thời gian rất là dài, mấy chục năm. Chị cũng đã tận hưởng được một đời sống vợ chồng có chất lượng, hay là không có chất lượng đi nữa, mà chị vẫn chấp nhận được một người đàn ông không có đánh chị, đưa tiền cho chị dùng. Và nói chung người đàn ông đó rất tốt, chỉ có là người đàn ông đó không dành cho riêng một mình chị mà thôi. Chồng của chị có nghiệp lực tà dâm, nhưng chị không có nghiệp lực tà dâm. Thì chị sống bên chồng chị phải tạo phước, tạo được cái sự an yên cho ngôi nhà của chị. Chồng chị thì tà dâm, còn chị thì cũng nóng giận lên mà làm cho ngôi nhà của chị không được đầm ấm. Thì bản thân chị đã mất đi cái sức mạnh của chính mình, chị bị chao đảo bởi vì cái người đàn ông đó có yêu thương người đàn bà khác hay không, hay là người ta đi ngoại tình hay không, đều ảnh hưởng đến cái giá trị sống của chị. Thì rõ ràng cuộc sống của chị nó bị chao đảo, giống hệt như mà con thuyền ở ngoài khơi gặp sóng dữ vậy đó, lúc nào cũng nhấp nhấp nhô nhô, chị không có cân bằng được cuộc sống nên chị sẽ rất là khổ. Cái việc mà mình bỏ nhà nó đi thì tôi không khuyến khích, mình cũng không nên làm như thế nữa. Mình phải quen với cái hoàn cảnh của mình đó. Còn chị đừng có nghe ai kích động, chị đừng có nghe ai xúi giục là chị bỏ đi khi mà chị không thoải mái. Cuộc sống hôn nhân á, trong gia đình á, gia đình nào cũng có những cái giai đoạn không thoải mái, cũng sẽ có những sự tranh cãi nè, cũng có đấu tranh nè, thậm chí còn đánh nhau nữa kìa, chửi nhau nữa kìa, chứ đừng có mà nói xạo. Có gia đình á, thì người ta ít cãi nhau, nhưng mà những gia đình ít cãi nhau á, là người ta ôm tức vào trong người không giải quyết được, nên là người ta cứ lịch sự với nhau vậy đó. Nhưng mà những gia đình lịch sự là đa phần á hả, là nhiều khi họ bỏ nhau hồi nào không hay, hoặc là người ta lịch sự như vậy á, đằng sau lưng có bồ hoặc là ngoại tình. Nhiều khi mà nói thẳng với nhau, nhiều khi giải quyết với nhau một cách rõ ràng á, thì á, còn sống bền, sống thoải mái, sống không ức chế. Còn những cái dạng mà tỏ ra mình lịch sự, không có muốn đối diện để giải quyết vấn đề, thì mang cái cục tức trong người, lúc nào cũng hận thù và không bao giờ hóa giải được những cái sự ức chế trong tâm, càng làm cho bản thân ức chế, suy nghĩ tiêu cực về đối phương. Đấy cũng đâu phải là một cách sống tốt đâu. Khi mà chị sống trong một trạng thái chị không chấp nhận được cuộc sống thì chị sẽ sống rất đảo điên. Chị sống với chồng chị rồi, chẳng lẽ chị không hiểu chồng chị hay sao mà chị còn phải bỏ nhà đi? Chị nghĩ rằng sẽ có một liều thuốc tiên để mà ai đó giúp cho chị thay đổi được chồng ấy. Tôi nói với chị là như này, không có ai làm cho chị thay đổi được hết. Cho dù chị mướn người tư vấn giỏi nhất nước Việt Nam đi nữa, tôi cũng nói chị là không có ai làm được đâu. Không phải là người ta không làm được cho chị, mà là không thể thay đổi được cái ông đấy, ông chồng của chị á. Có một điều chồng chị sẽ thay đổi nè. Bây giờ ông chồng chị á, ông bị tai nạn, ông bị gãy chân, ông bị cụt chân, ông bị liệt ở nhà, thì ông sẽ thay đổi, ông đó mới dành cho chị. Còn bây giờ ông ta có chân đó, ông ta vẫn chạy khắp nơi để mà đi tìm những cái người đàn bà, thì anh ta vẫn còn thỏa mãn, anh ta còn chạy chán, anh ta chưa có chồn chân mỏi gối. Con ngựa của chồng chị á, là nó vẫn còn hăng lắm, nó vẫn còn sung mãn lắm, nó chưa ngừng lại được.
Đấy, chị hỏi là làm sao để thay đổi anh ta. Chỉ có một cái cơn bạo bệnh làm cho anh ta nằm ở trên giường á, mà anh ta đi không nổi, anh ta thều thào, anh thở không ra, coi như là gần như là muốn chán cơm mà thèm đất rồi á, thì chồng chị mới có thể diệt được, hoặc là suy nghĩ sẽ thay đổi cái nghiệp lực tà dâm của anh ta ra khỏi con người của anh ta thôi. Và có thể là có thêm một cái phép màu nữa nè, có thể anh ta ngộ đạo. Người mà kiểu dạng như người ta không có có cái phương pháp tu, nhưng mà cả một đời người ta không tu, nhưng mà bỗng nhiên người ta được một cái ân huệ nào đó mà người ta ngộ một giây, thì cũng có thể làm cho người đàn ông của chị thay đổi. Những biến cố, những sóng gió ập đến với anh ta làm cho anh ta thay đổi thì điều đó có khả năng xảy ra. Còn giờ cơm no, tiền có nhiều, chị với anh ta không có cảm xúc thì anh ta vẫn đi tìm cái nhục dục đó ở bên ngoài. Còn bây giờ em nói thật với chị và anh ta ở trong một cái hoàn cảnh ở cái đảo hoang đi, có mình chị với anh ta, rồi chị sống với anh ta không, thì cho dù anh ta có đi tìm tình yêu đi nữa, anh ta cũng đâu tìm thấy. Chỉ có một mình chị ở bên cạnh anh ta thì rõ ràng là thế giới giữa chị và anh ta sẽ luôn luôn có tình yêu rồi, đúng không? Nên là con người ở trong một cái môi trường nào đó, họ đều có cái khả năng thay đổi và thích nghi. Chồng chị sẽ thay đổi trong những cái hoàn cảnh tôi nói. Còn giờ tiền bạc đầy đủ, kiểu dạng như là sướng quá hóa điên, chị hiểu không? Cũng có cái dạng đó nữa. Khi mà người ta cảm thấy đầy đủ, người ta ăn no, ngoài đường thì nhiều gái đẹp, mà anh ta lại là cái người đàn ông có thể đi chinh phục được nhiều người đàn bà, và chị vẫn là cái người phụ nữ không bỏ anh ta, và anh ta quen với cái việc anh ta ngoại tình rồi, thế nên là anh ta sẽ không ngừng lại được. Còn muốn anh ta ngừng là phải có những vấn đề như vậy. Khi mà anh ta không còn cái sự ham dâm trong con người thì anh ta sẽ dừng lại được. Đấy là những cái vấn đề trọng tâm khi mà muốn thay đổi chồng chị. Còn thay đổi chị thì rất là dễ. Về phía chị á, chị sống làm sao để đừng có ghen tuông, chị sống làm sao để chị nhận biết ra rằng mình đã già, mình đã đến tuổi cần phải buông cái tham ái, tham dục xuống, để mà mình sống một đời sống cho mình đừng có ghen với người mà người ta đã chán mình, người ta đã từng tốt với mình, người ta đã từng quan hệ tình dục với mình, nhưng bây giờ người ta ngán rồi, người ta chán rồi, người ta không còn ngủ với mình nữa, thì mình phải nên có một cái đời sống bình an cho riêng mình, chứ không phải mình đảo điên. Nếu mà chị ở trong cái trạng thái mà chị không được quan hệ tình dục, mà chị nổi điên, chị nổi ghen lên, mà chị ghen tức với chồng, mà chị hành xử tiêu cực, đấy là chị đang ở trong cái tình trạng là trâu buộc ghét trâu ăn. Chị không được hưởng những cái giá trị chồng chị mang lại, mà người đàn bà khác được hưởng những giá trị đó, chị tức lên thì cuộc sống như vậy rất là khổ cho chị. Thứ nhất là chị không phải ham muốn về vấn đề tình dục mà giữ chồng, thì chị hãy suy nghĩ một cách thoáng ra là đã đến lúc chị không còn xem cái chuyện mà ham ái tham dục là một lý tưởng sống cho cuộc đời của một người đàn bà về già nữa. Khi mà chị bước qua được những cái sự ghen tuông, những cái sự tham ái đó, thì chị lật chị lên một cái bậc cao hơn, chị bước lên một cái bậc cao hơn. Cái điều này tôi nói thì cái người nào trải qua rồi thì người đó sẽ trải nghiệm được điều này. Còn người nào mà chưa trải qua được á, thì họ sẽ mãi mãi cuồng quay trong cái thế giới của một người đàn bà ghen tuông, đau khổ và luôn sống trong cái sự thất vọng vì chồng ngoại tình. Đây là một video tôi chia sẻ cùng với chị. Hy vọng rằng chị hãy làm theo những cái cách mà tôi chia sẻ với chị. Chị hãy niệm Phật, sám hối, ngồi thiền và hãy nghe những video của tôi để mà suy nghĩ cho thoáng ra. Tôi tin chắc rằng chị đã xem rất là nhiều video của tôi rồi. Chị cũng là một người rất là hiền lành, hiểu chuyện, biết điều và gặp may mắn rất là nhiều trong cuộc sống. Có thể nói là cuộc sống của chị may mắn hơn những người khác về tiền bạc vật chất. Kể cả lúc khó khăn nhất mà chị vẫn không không bị khó khăn, không bị trở ngại về tiền. Đấy chính là điều phước. Bây giờ làm sao để chị được sống hạnh phúc, bình an, không ghen, không bất hạnh trong cái biển hôn nhân của chị đang luôn luôn chao đảo. Cái cuộc hôn nhân của chị nó luôn luôn chao đảo, chứ nó không có phải là nó bình an từ xưa đến nay. Và đây không phải là lần đầu tiên chị đối diện với cái sự chao đảo. Thế nên cái hình thức mà chị chọn, cái cách mà dọn nhà ra đi ấy, thì tôi thấy là không có nên làm nữa chị nhé. Cái lần này là lần, không biết là lần thứ mấy chị đã dọn nhà ra đi, nhưng mà tôi hy vọng là sẽ là lần cuối cùng. Nếu mà chúng ta đã chọn cái cách mà ra đi để mà từ bỏ một người đàn ông, thì mình hãy chuẩn bị cho mình một cái hành trang rõ ràng. Khi mà chia tay nhau á, thì mình không có dọn tới dọn lui, không có làm mất hình ảnh của bản thân mình trước mặt những đứa con. Và đặc biệt là khi mà mình có con gái, mình vô hình chung dạy cho đứa con gái đó những cái cách hành xử như vậy. Nếu mà nó có chồng, nó cũng hành xử không khác gì như cách mà chị đang làm chị nhé. Để giải quyết một vấn đề, không phải là mình làm như thế. Một á, là mình chấp nhận nó, thì mình sống với cái cuộc sống như vậy. Mình không chấp nhận nó thì mình hãy thay đổi nó. Nếu mình không thay đổi được nó thì mình hãy thay đổi mình. Đấy là những cái cách mà em chia sẻ cùng với chị để có một cuộc sống an yên. Chồng chị vẫn là cái người đàn ông không đáng bỏ.
đến cái tuổi già người đàn ông không còn thích chị nữa, hãy để cho anh ta chọn đến cái thế giới mà anh ta cần, bởi vì bản thân chị cũng đâu đáp ứng được. Với phần đó em nói chị vậy nè, trong cuộc sống này á, cái điều gì gọi là đẹp nhất? Người ta vẫn nói là tình yêu là đẹp nhất đúng không? Người này yêu người này, anh A yêu chị B yêu anh A, có nghĩa là một người nam và một người nữ yêu qua yêu lại, tức là một tình yêu cho đi và được nhận lại, được đền đáp thì gọi là hạnh phúc nhất, gọi là đẹp nhất. Nhưng mà với em á, tình yêu đơn phương mới là tình yêu đẹp nhất. Bởi vì tình yêu đơn phương là tình yêu cho đi mà không cần điều kiện. Cho dù kẻ đó có yêu mình hay không yêu mình vẫn yêu người đó. Mình bất chấp yêu người đó, mình không làm hại gì họ hết. Mình chỉ cho đi một chiều và không cần đón nhận lại. Nhưng mà mình vẫn hạnh phúc, chứ mình không bất hạnh. Và mình chỉ mong cho người đó được hạnh phúc mà thôi. Nếu mà chị ở trong một cái trạng thái, chị yêu mà chị không cần đón nhận lại, thì tình yêu và cái sự rộng lớn của chị nó bao dung, nó lớn lắm. Tại vì bây giờ chị đang ở trong cái trạng thái là người không có quá nhiều về nhu cầu tình dục mà yêu chồng của chị. Chồng chị cũng là một người đàn ông tốt. Thì anh ta chỉ có bị vấn đề như thế thôi. Và đó là vấn đề biệt nghiệp riêng của anh ta. Thì nếu mà chị không giải quyết được của vấn đề riêng của anh ta thì chị giải quyết từ phía chị có thể dành tình yêu đơn phương dành cho chồng chị hay không, hay là chị muốn là chồng chị á sẽ ở bên cạnh chị mặc dù không có cảm xúc với chị nhưng vẫn hùng hục bên chị, thì anh ta làm không được rồi. Đấy là điều mà anh ta thành thật thú nhận với chị là như vậy. Chị phải nên hiểu tâm lý của người đàn ông, đừng có đưa mình vào cái thế trâu buộc ghét trâu ăn mà mình khổ tâm chị nhé. Ghen tuông trong hôn nhân đó là một cái loại gia vị, nhưng mà ghen quá thì hóa cuồng, và rất là nhiều những cái thảm án xảy ra trong cái việc mà chúng ta ghen tuông và hành xử không có cân nhắc một cách sáng suốt. Nếu mà mình cảm thấy người đàn ông đó không xứng đáng để mình tiếp tục hành trình bên họ nữa thì mình hãy chọn cái cách giải thoát cho mình và giải thoát cho người đàn ông đó, để người đàn ông đó có thể kết hôn và đến với những người phụ nữ mà họ cần, thay vì hành động mình trói buộc họ mà họ luôn phải mang tiếng là ngoại tình, hoặc là họ đi tà dâm, hoặc họ thông dâm với những người đàn bà khác thì rất là đáng thương. Nếu mà mình đã xem mình là một trở ngại và mình không muốn rời bỏ họ thì mình phải xem cái niềm vui của họ chính là niềm vui của mình. Nếu chị sống như vậy được á thì tâm của chị không có bị trói buộc, chị không có bị đau khổ, và chị không có coi như là không có lệ thuộc vào cái vấn đề là người đàn ông đó có quyền ban phát cho chị niềm vui hay không, mà bởi vì nơi chị tạo ra được cái giá trị hạnh phúc bình an cho chính chị được chị nhé. Rất là cảm ơn chị đã chọn tôi là người tư vấn, rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ và tư vấn của tôi trong ngày hôm nay. Nếu bạn lần đầu tiên xem kênh của tôi và thích phong cách của tôi, bạn hãy đăng ký kênh cho tôi và tặng tôi một like nhé. Xin chào.